Tắm rồi à? Thơm đấy. Hay là vừa? Thơm đấy nhỉ? Chưa khô ý. Ok. Nhớ anh không? Nhớ anh không? Đi. Chả chứ. Đấy, Kim đây các bạn ạ. Chân như vậy kìa. Cái ủa sao mà cạo cái mèo đó? Cái mèo gì? Bị ngu á. Cái nào? Cái lông của mấy như kiểu cái mèo á. Phải đang cái bẩn. Đi luôn. Bỏ nó em. Trông cào ơi, trông cào ơi. Khóc rồi. Sao buồn con? Bưởi ơi. Con buồn này, con sợ à? Bác cắt nó luôn đuôi không? Nhìn mình ngu quá vậy. Bưởi, có yêu mày nữa. Ngu quá, không yêu nữa. Sao mỏ đét xì ta? Sao lại cắt cái mỏ đó vậy? Mỏ đang đẹp mà. Chết gì? Tại vì mẹ. Chứ cắt mỏ nó đi. Mẹ. Cắt luôn. Ê, chết nè. Được. Nhìn vừa vừa. Hi, xin chào tất cả mọi người, mình là bạn Anh đây. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái intro live stream bằng cách là mình giấu bé Bưởi đi disappear. Vì đơn giản một điều là Gia Kim rất là thương bé Bưởi. Gia Kim kêu là bé Bưởi là tình yêu to bự của anh Kim đó mọi người. Ngày nào họ like, Gia Kim cũng ôm bé Bưởi. Nói chung là cứ rảnh là Gia Kim sẽ chơi với Bưởi, mà Bưởi rất là bám Gia Kim, mà đem Bưởi đi chỗ khác, kiểu như là vậy. Mình nói là mình đem tặng Bưởi hay sao đó, xong rồi Gia Kim sẽ khóc. Mình biết có khóc không nữa, mình giỡn thôi. Chứ nói chung là mình sẽ đem giấu bé Bưởi đi. Tại vì hồi xưa Gia Kim có nuôi một bé tên là Su, màu nâu giống vậy nè mọi người. Xong rồi cái mà Su không có khôn được cho Bưởi, nhưng mà toilet tùm lum á, cái là đem Su tặng cho người khác. Xong rồi sau đó cái là Su đi, cái Gia Kim đi học về mà cả nhà biết hết rồi. Cái mình Gia Kim không biết, cái hôm đó mình mới nói Gia Kim là Gia Kim không biết hả, Su bị cho rồi. Gia Kim hết hồn mọi người, xong Gia Kim khóc hù hù luôn. Trời ơi. Nói chung là bây giờ mình sẽ chôn, mình sẽ đem giấu cưng của mình đi đâu nhờ. Bye bye, người chờ đón mình nha. Tạm biệt. 2 hours later. Mời tìm không? Mời ơi. Cười. Không,
không tin thôi. Anh biết rồi, nãy giờ em khóc đến đó và em mệt luôn. Anh nghe tiếng lắc của nó mà. Nghe á. Chơi tao coi. Mời luôn. Bể ơi. Quê. Không có đâu. Trẻ thiệt mà. Em không tin. Anh lên hỏi ba em đi. Nãy rồi em khóc 2 tiếng. Em khóc từ lúc anh đi á. Xong rồi tầm tầm 30 phút sau là mẹ anh đem trả. Là người ta tới rước bữa giờ luôn mà. Tin thôi. Sao nghe? Không có. Trả rồi. Mình mắc cửa mình không chịu nổi. Kỳ giỏi luôn. Anh không tin hả? Anh vẫn không tin luôn hả? Anh không tin, anh vẫn phải tin hả? Anh không tin thôi, em thua. Cố gắng lên nha. Xạo mày. Ừ? Xạo đúng không? Không. Không có xạo. Không có xạo. Đâu? Anh biết chưa? Khóc luôn. Anh đừng khóc nha. Anh đừng khóc nha. Em nói thiệt anh đừng khóc nha anh Thiệp. Hồi mày biết là buồn lắm á. Hồi nãy em cũng khóc hồi hồi. Mà anh đừng khóc nha. Tôi sẽ tự lấy hả? Hả? Tôi sẽ lấy. Ừ, nhỏ rồi tôi lấy. Xong rồi kêu là bây giờ ta trả tiền trong trong hết thì không chịu, xong rồi người ta đứng ở nhà, xong rồi nó cứ đứng ngoài chứ, xong rồi cái là mẹ nó đi nó đi luôn. Mẹ phải đi trả, không có bị về luôn. Nhưng mà lúc đó mẹ anh thấy là lúc anh chưa về, mẹ anh đi học nên mẹ mới kiểu là thôi giờ, lúc mà đưa luôn chứ, nhưng mà đợi anh về xong rồi đâu chịu cho anh đâu cho nó đi à. Thì kỳ hay. Buồn lắm rồi. Thì có buồn buồn luôn á. Anh thấy mẹ anh nằm trên nợ luôn, mẹ anh đâu có đón nằm lại nè. Cái chị bên đó thì con cho mẹ. Không tìm nữa hả? Ừ? Không tìm nữa hả? Được. Tụi em, nhưng mà tiền không có. Tiền trả thì không có đâu. Tiền tiền nó không có, tiền nó không có. Tiền dưới đây cũng không có nữa. Tại thường ngày nó thấy như vậy là nó hú hú à mà buồn à. Thôi tạm biệt nha. Cô ơi anh sống sót cái nỗi đau này đi. Anh nghĩ em cầm con gì đó, anh nghĩ em cầm con bưởi tới hả? Không. Có bưởi đâu mà trời. Anh đừng khóc nha, nói thiệt đó. Nhớ quá, không có là cậu uống mát được kia. Buồn quá rồi. Buồn quá. Dạ. Dạ cô. Chúng tôi quay trở lại với channel của mình. Ở tuần trước thì chúng ta đã cùng nhau nói về những cái mộng và mọi người. Thế nên là ngày tiêu cực của tuần trước tại Tết dùng mọi người nên cân nhắc khi mà quyết định nâng cấp. Có một vài những cái lưu nhỏ nhỏ ấy. Đấy là mình sẽ chỉ tập trung nói iPhone, và hiện nay Apple vẫn đang phân phối chính thức, vẫn đang được
có đề cập sơ qua một vài những mẫu hàng cũ nữa, nhưng mà cái đấy nó sẽ không phải là trọng tâm của video này, bởi vì bây không thể nào nắm rõ được. Mà khi đi mua hàng cũ thì bảo hành này, sử dụng cũng sẽ không được an tâm. Thứ nhất, đâu sẽ là mẫu iPhone rẻ nhất mà có thể an tâm sử dụng được lâu dài, thậm chí là 3 hoặc 4 năm tới? Thì trong đầu mình đang có hai mẫu iPhone hiện nay cũng đang có mức giá giảm thì ok, giá cũng được tham khảo tại chuỗi thường của Sofnet, đó chính là iPhone SE 2020. Đây sẽ là một cái mẫu iPhone mà dành riêng cho những ai vẫn đang thích những cái thiết kế cũ như thế này của Apple, những cái thiết kế mà mang hơi hướng cổ điển với cái nút home ở đây. Hiện nay chỉ có duy nhất SE 2020 là một cái sản phẩm vẫn mang thiết kế cũ nhưng lại cấu hình mới và những tính năng mới. Camera cũng được update này, mặt lưng kính này, hỗ trợ giặt nhanh, hỗ trợ giặt cùng dây, chống nước các thứ đều đầy đủ. Và đặc biệt là cấu hình của nó thì siêu mạnh, cũng là cấu hình ngang với cả iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Max, cũng là con chip A13 cực kỳ mạnh mẽ. A13 thì mọi người hoàn toàn thì yên tâm là sẽ dùng được ít nhất 3 năm, chỉ là 4 năm làm được. Hiệu năng sẽ không phải là một điều người cần phải đắn đo với cả iPhone này của mọi người. Có thể nói đây là mẫu iPhone giá rẻ nhất, chính hãng, mạnh nhất, dùng lâu dài nhất, lại còn nhỏ gọn nhất nữa. Tuy vậy thì nó sẽ có một vài cái điểm yếu nhỏ mà mọi người cần phải cân nhắc khi mà mua SE 2020. Cái thứ nhất là màn hình nó khá nhỏ. Và cơ bản đó là con iPhone 8 thì nó rất là mình và khí và thiết kế đó. Sau đó thì màn hình nó nhỏ, khi mà cũng sẽ khá là lớn. Chính mình thì nó là hai cái điểm duy nhất của SE 2020. Và xuất sắc ở đó đâu rồi? Khi cấu hình
trông thì vẫn rất rất mạnh. A13 rồi. A13 thì cần gì? Đo được 5 đúng không? Bây giờ thì camera cũng được update thêm camera mới. Chúng ta đã có camera rộng này. Chúng ta có chỉ cộng 5 nữa. Cục vàng ở cho Kim nè. Rất là xịn, chụp hình thiếu sáng thôi. Thì nó sáng tưng bừng khói lửa, nhìn cực kỳ phê. Ngoài ra thì camera trước đã được update, chúng ta sẽ có góc rộng hơn. Chúng ta sẽ có quay nhiều 4K. Mình cũng đã làm một cái video đánh giá riêng của iPhone mình rồi. Giữa iPhone 11 thì nó sẽ chỉ có một cái điểm trừ duy nhất thôi. Đây là cái màn hình nó rất là xấu. Màn hình nó còn rất là thấp. Nên vì mình kiện rồi, còn lại chụp pin cũng rất là trâu này. Chụp hình cũng đảm bảo cực kỳ lâu dài. Hàng mới này, chụp hình các thứ không cần đắn đo của iPhone 11. Yeah.